Vâng, chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với cả loạt pen giữa hai đội bóng cú sút. Vâng, như vậy là 1-0 dành cho đội bóng áo đỏ. Ngày hôm nay đội bóng áo đỏ họ là những chú quỷ đỏ. Họ đối đầu với những cầu thủ đến từ câu lạc bộ chim cu gáy. Đây là một trận đấu bóng đá diễn ra tại quê hương của Sếp Tùng, Thái Bình. Tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội quỷ đỏ. Và bây giờ sẽ là cầu thủ họ hàng với Kante. Anh là Can Rượu. Và mỗi lần anh uống rượu thì anh sẽ thấy rất phê. Và đôi khi bạn bè gọi anh là Can Phê. Can Phê là một người rất giống với Kante, khác mỗi cái mặt thôi. Một người không cùng cha nhưng lại khác bố. Và anh đang đứng trước cơ hội để bịp pen. Vâng, đúng như vậy, một cú dứt điểm có thể nói là cực kỳ dễ dàng. Vâng, thủ môn bất ngờ trở thành người hùng. Quả này mà thủ môn mà bắt trượt phát thì lại oảng ngay đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ngay với quả sút pen đầu tiên thôi, nhưng mà họ đã ăn mừng như kiểu là vô địch rồi. Đấy là một cái tinh thần cảm thấy là rất là tốt và cực kỳ tuyệt vời. Họ cần phải phát huy cái tinh thần đấy. Rồi, giống kiểu Arsenal đá 10 trận cứ ngỡ là đã vô địch ngoại hạng Anh. Tiếp theo sẽ lại là các cầu thủ quỷ đỏ. Quỷ đỏ là những chàng trai hầu hết là sợ ma. Và đối mặt với họ ngày hôm nay là một thủ môn ăn mặc rất chuyên nghiệp. Chúng ta có thể thấy mặt sân vì lý do thời tiết và thời gian đã tàn phá nó. Đến thời điểm này nó giống như kiểu là bị nát tượng. Nhưng với một cái tình yêu và một niềm đam mê to lớn thì chúng ta vẫn thấy cậu vẫn sút lên trời. Đấy, một cú sút rất giống với cầu thủ có tên là Công Phoang. Và một cú bắn chim. Rõ ràng Thái Bình mồ hôi rơi trong tình huống vừa rồi thì có lẽ là không phải mồ hôi rơi mà là chim rơi. Và một số hoa quả ở trên cao cũng sẽ rơi. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về quỷ đỏ. Nhưng đây lại là cơ hội để đội chim cu gáy. Đội chim cu gáy ngày hôm nay trang phục áo xanh quần đen. Và trong bùn lầy như thế này thì đôi khi thì chúng ta nhìn thấy rằng họ mặc áo đen hết. Không vấn đề gì cả, đúng không ạ? Ngăm ngăm ra châu nhìn lâu thì thấy đẹp. Đây là Apli Dibata. Vâng, Apli Dibata, anh đi một đôi giày vứt tay rồi. Một cú dứt điểm rách cả lưới luôn. Tỷ số được quân bình 1-1. Và tôi xin khuyến cáo cái chàng trai và cái nhà sản xuất nào mà sản xuất cái lưới này nhá, tôi đánh giá rất cao, tôi cho 9.5 điểm. Nhưng mà cái nhà sản xuất này mà sản xuất bao cao su nhá, xin lỗi tôi cho 0 điểm luôn. Anh em chết. Nhưng không sao, tỷ số đang là 1-1 rồi. Và tiếp theo sẽ là các đội quỷ đỏ. À vâng, về rất kỹ thuật. Giời ơi, cẩn thận. Về xong tí ngã trơn sấp mặt thì thôi rồi. Chúng ta có thể thấy góc quay như góc quay truyền hình. Và chúng tôi đang quay phát và truyền hình bằng vệ tinh. Vệ tinh kia bóng đá. Vâng đúng vậy, đúng là ngã. Nhưng không hề sấp mặt mà ngã dập mông. Thủ môn đoán được hướng nhưng không thể làm được gì. Một tình huống remix rất hay. Và tỷ số là 2-1 trên chấm phạt đền rồi. Tuyệt vời ông mặt rời. Và bây giờ thì còn gì nữa đây. Chúng ta chờ đợi những cầu thủ đến từ chim cu gáy. Họ sẽ sử dụng được hết các cái kỹ năng cũng như là kinh nghiệm của một chú cu gáy để có thể lội ngược dòng. Đôi khi lội ngược dòng nó sẽ khiến chúng ta lộn cái bàn. Tỷ số vẫn đang là 2-1 và cơ hội để anh gia tăng khoảng cách. Vâng, cái xà ngang, giá như không có xà ngang thì như vậy là mảnh lưới nó đã rách tan còn gì. Vâng, thủ môn tiếp tục cho thấy thủ môn này có vai trò gì đâu nhỉ. Thế mà ăn mừng như là kiểu người hùng sợ thật. Hay quá đó. Đôi khi niềm vui nó như thế thôi, đúng không? Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui đấy. Chọn mãi không ra nên tôi lại buồn. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía các thủ quỷ đỏ. Ồ, thủ môn sút luôn à. Chơi rồi, thủ môn này. Chân không đeo bao luôn, không đi tất. Ấy trời ơi, vẫn đoán được hướng bóng nhưng không thể tóm được. Vâng, thủ môn có một tình huống dứt điểm rất kinh nghiệm. Anh biết rằng là cái cầu môn này này đấy, cái chỗ môn này nó rất là lầy lội rồi. Tắm luôn, rửa tay luôn, tiện nhỉ. Thủ môn bắt xong rửa tay luôn, quá hay. Anh đã tận dụng rất tốt cái địa hình. Một trong những thứ mà trước đây chúng ta khi đánh giặc ngoại xâm, chúng ta cũng tận dụng rất tốt những cái địa hình lầy lội như thế này để đánh giặc. Từ đầm lầy cho đến sông Bạch Đằng. Tiếp theo, bây giờ cầu thủ này có vẻ rất chắc chắn, đứng như cốt ta. Và có lẽ rằng anh là cốt pha. Không được, một cú lộn, một cú chích mũi giày. Chính xác là một cú chích mũi giày rất oảng. Vâng, như vậy là xin chúc mừng các cầu thủ áo đỏ, họ ăn mừng rồi. Không biết là đã vô địch hay chưa nhỉ? À, như vậy là tôi đã xác định được họ đã giành chiến thắng với đội ăn mừng kìa. Tơi bời rồi. Ra đây bắt cá luôn, đỡ phải mua liên hoan tại sân. Tới rồi. Đấy, người ta gọi là bóng đá mưa, hiểu không? Phiên bản khác của em gái mưa đấy. Mình hợp nhau đến như vậy. Mà tóm lại mà không phải là vậy. Ấy trời ơi. Xin chúc mừng các cầu thủ quỷ đỏ nhá. À, nâng cao chức cúp vô địch. Ôi chào nào. Cũng rủ như kiểu Việt Nam vô địch AF Cup. Ôi trời ơi, văn văn tài em. Dáng dấp của anh đâu đó quanh đây. Chúc mừng. Cùng hỷ. Happy New Year nhá. An khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Tấn tài tấn lộc nhà. Năm nay đá mid pen bằng 5 bằng 10 năm ngoái nhá. Ôi trời ơi, nhìn kìa. Ôi ơi. Chiếu này. Game bóng đá.vn
kết nối niềm đam mê túc cầu.